Long Khoảng nếm thử đồ ăn mi seafood. Ê buồn. Khô gà lá chanh mi si. Hoàn toàn là chuẩn khô gà lá chanh. Thịt gà nó không bị cam quá, không bị đỏ quá. Cái gia vị nó không bị lẫn lộn ở trên này. Đấy đích thị là thịt gà rồi. ngon. Vị cay vừa phải. Vừa ăn nó như kiểu con nhậm ấy. Ngọt, hơi khô. Nhưng mà vì nó là khô gà nên là nó khô. Khô gà chanh ngon đấy. Này trời. Khô heo cháy tỏ. Thơm như là nước da thơm của cô gái mới lớn vậy. Cái miếng khô heo nó tơi lên kiểu ruốc ấy. Trông màu nó đẹp chứ nó không bị nâu sâu xỉn xỉn như kiểu mấy cái loại thịt heo đóng gói bình thường. Vị như kiểu là thịt quay ấy các bạn. Nó mềm, nó ẩm vừa đủ. Chỉ có thịt heo thật thì nó mới có cái hương vị như thế này thôi. Chứ còn thịt heo tô lịch với cả thịt heo sông Hồng thì nó không được như thế này đâu. Ngon. Gạn sữa. Món khác đi, món này không ngon lắm đâu. Thịt bò cua bé. Cái miếng thịt bò này trông nó rất là thịt bò nhé, chứ nó không phải là thịt bò khô mà nó không giống thịt bò. Ủa nó gì vậy? Trông bên ngoài có vẻ cứng nhưng mà thật ra là nó rất là mềm. Ôi, xé nó dễ như là cách tô cua gái vậy. Nó rất ngon. Trông nó có vẻ cứng nhưng mà thật ra ăn vào nó lại mềm, dai ngọt mềm. Thịt bò nó phải như này. Này xé sợi à? Kết cấu nó rất là khô và nó rất là cứng. Bẻ ra nghe thấy tiếng như kiểu tiếng gỗ vậy. Nó có cái mùi thịt kho rất là đặc trưng ấy. Ăn rồi nó ngon. Như là cách bạn hôn một cô gái niềng răng đó. Tức là bạn có thể bị niềng mắc vào môi hơi đau nhưng mà nó vẫn ngon và ngọt. Đó chính là vị ngọt, vị bùi, cái vị rừng rú thiên nhiên mà chỉ có những cái con mà nó gọi là very nice nó mới có. Xin lỗi những chú nai nhưng mà các chú nai ngon quá. Nói chung là cũng đáng đồng tiền bát cơm đấy. Ăn nó khá là ngon. Đồ mi seafood này ngon đấy. Các bạn nên thử. Các bạn còn muốn tôi thử đồ gì nữa không? Long Khoa Học review khoa học.